Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 11. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở ngành và các địa phương trong tỉnh để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11 năm 2021. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh thành khu vực phía Nam để kiểm điểm công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Chuyên đề nghe người dân nói, ghi nhận niềm vui của người dân phường 1 thành phố Trà Vinh, phấn khởi vì được tiêm ngừa vaccine phòng dịch bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 11, Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở ngành và các địa phương trong tỉnh để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11 năm 2021. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Trong tháng 10, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Số lượng người từ các tỉnh trở về địa phương đông, xuất hiện nhiều ca dương tính ngoài cộng đồng. Theo đó, tỉnh xác định cấp độ dịch theo nghị quyết của chính phủ, đã tập trung khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo báo cáo, về lĩnh vực kinh tế, tỉnh đã tập trung đồng bộ giải pháp khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch. Trong chăn nuôi, tuy phát sinh nhiều loại dịch bệnh nhưng tổng đàn phát triển ổn định và tăng sau cùng kỳ. Tình hình sản xuất công nghiệp khởi sắc sau tháng trước, các chỉ số giá trị sản xuất và một số sản phẩm công nghiệp tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 57% so với tháng trước. Lĩnh vực thương mại dịch vụ từng bước mở rộng hoạt động với lộ trình bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, tỉnh chú trọng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án công trình, nhất là công trình điện gió, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, quan tâm phát triển doanh nghiệp. Theo các đại biểu, triển khai thực hiện nghị quyết dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự chủ động trong công tác của các cấp ủy chính quyền địa phương nên tình hình kinh tế của tỉnh từng bước khôi phục, thu ngân sách đạt theo tiến độ dự toán, thu nội địa đạt 74% kế hoạch với hơn 3.900 tỷ. Song song đó, tỉnh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và chú trọng công tác tiêm vaccine trong cộng đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề nghị các cấp lãnh đạo, người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và nâng cao ý thức hơn nữa về công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện đạt kế hoạch năm và chủ động công tác phòng chống hạn mặn. Phát biểu nhấn mạnh tại cuộc họp, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đăng cho rằng công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Do đó, đề nghị các cấp ủy đảng trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân và linh hoạt thực hiện hoàn thành các mặt công tác về xây dựng đảng trong điều kiện hiện nay. Theo Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Kim Ngọc Thái, các cấp ủy đảng, các sở ngành tỉnh và địa phương chủ động rà soát từng kế hoạch để tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm. Theo dõi sát để chủ động cơ cấu lại lịch thời vụ trước diễn biến của tình hình hạn mặn và chú trọng đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay. Đánh giá tình hình đạt được trong thời gian qua, Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề cao trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất hiệu quả. Nhưng lưu ý không được chủ quan lơ là, tiếp tục đề cao cảnh giác, nhất là tại các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn tỉnh để tập trung khôi phục lại sản xuất. Sản xuất lúa màu thì tháng 8, tháng 9 thì thu hoạch, tháng 10 này thì ít rồi, nhưng mà chúng ta cũng sản xuất rồi này nọ thì vừa chống dịch nhưng mà chúng ta vẫn duy trì được cái sản xuất nông nghiệp, thủy sản vẫn duy trì được, vẫn thả nuôi, vẫn thu hoạch, vẫn bán nào được. Đến giờ thì cái lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản mặc dù dịch nhưng mà chúng ta cũng cố gắng hết mức thì duy trì được cái sản xuất nông nghiệp phát triển. Nó cũng là góp phần để rồi cũng hạn chế được cái tăng trưởng âm một phần nào đấy. Một cái việc nữa là bắt đầu tháng 10 này thì dịch cũng ổn ổn, cũng có một số nhà đầu tư thì cũng đến. Rồi chúng ta cũng tiếp. Rồi những cái dự án mà đang dở dang chúng ta cũng đã mời lại để rồi đôn đốc nhắc nhở để làm cho nó nhanh, sắp tới đây là theo kế hoạch. Còn nhiều cái dự án mà hôm đó tới nay do dịch bệnh người ta cũng không xuống đây được, chúng ta cũng không mời làm việc gì được, thì ủy ban tỉnh sẽ mời làm việc đôn đốc trong cái tháng 11 này để tập trung làm để khôi phục lại cái các cái dự án mà còn dở dang, cái nào làm được, cái nào không được thì chúng ta có cái tính toán. Một cái việc nữa là cái thu ngân sách, thì trước đây là chúng ta thu là một tháng là bình quân là 5 tông 13 tỷ,
rất là phấn khởi. Nhưng mà riêng tới cái tháng 8, tháng 9, tháng 10 này, 3 tháng thu không bằng tháng trước đây. Do vậy đến bây giờ thì hết cái tháng 10 rồi mà chúng ta chỉ mới có thu nội địa đó. Thì là chỉ mới được có chưa được 4, gần 4.000 tỷ đó. Vậy thì bây giờ còn phải thu là cỡ gần 1.000 tỷ nữa, nếu 4.800, còn nếu 5.000 thì cả 1.000 tỷ nữa trong 2 tháng. Mà không biết 2 tháng này thì có thu đảm bảo được hay không, cái này cũng phải phấn đấu nỗ lực lắm trong cái tháng 11, tháng 12 này. Đấy. Nhưng mà dù sao thì cái kết quả thu mà bị dịch 3 tháng, chúng ta giảm thu là gần cả 1.000 tỷ, nhưng mà được đến bây giờ mà được gần là 80%, 78,5% cũng phải nói là cái tập trung quyết liệt đó. Ngành giáo dục thì bây giờ chúng ta cũng cố gắng giảng dạy cho các em. Bây giờ học trực tuyến rồi học truyền hình gì thì cũng học, cũng có nhiều cái khó khăn, thiếu thiết bị, rồi nói chung cũng khó hơn nhiều, nhưng mà ngành giáo dục cũng đã cố gắng quyết liệt. Những em mà thiếu thiết bị thì cũng có cách để rồi giúp cho các em cũng học. Thì đến giờ này thì nói chung nhờ vẫn duy trì được cái việc dạy và học cơ bản. Chỉ đạo công tác trọng tâm trong thời gian tới, nhiệm vụ đầu tiên được Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhắc đến và đề nghị các cấp ngành địa phương, người dân tiếp tục đề cao cảnh giác cao nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong cộng đồng và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển trong năm 2022. Là chuyển đổi sản xuất thì chúng ta tập trung chỉnh đạo từ trước tới giờ trong cái sản xuất nông nghiệp đó, mà tôi cũng nói tới mấy lần rồi đó, thì cái dùng mía, dùng nguyên liệu, dùng khó khăn ấy với Trà Cú đó, bây giờ chuyển đổi cái gì một thời gian dài chúng ta cũng tập trung, ủy ban cũng bố trí vốn đầu tư dưới đó, kinh mương rồi gì một phần rồi đó, thì bây giờ nó đùng lên dịch bệnh thì chúng ta có chậm lại. Thì bây giờ cũng kiểm tra lại đó, coi bây giờ cái vùng đó bà con hết sức là khó khăn, trồng mía trồng đó rất khó, bây giờ chuyển đổi cái gì đó, cố gắng tập trung để chỉ đạo cái chuyển đổi sản xuất, rồi những cái vùng khác nữa bây giờ chuyển cái gì. Bây giờ 2 tháng tới, tháng 11, tháng 12 chủ yếu là hạn mặn với triều cường, nước dân, mình phải tập trung cái này. Bão thì chắc cũng không đến nỗi lắm, qua tháng này rồi thì cũng bớt rồi, nhưng mà triều cường, nước dân, hạn mặn mình phải tính toán. Để trước mắt là cái triều cường nước dân đi các cái tuyến rồi xem rồi kiểm tra rồi lại cái chỗ nào nó yếu thì có cái khắc phục những cái chỗ đó ngay trước, cái hỗ trợ cho doanh nghiệp, rồi cái thu hút đầu tư đó ủy ban phải chỉ đạo rốt ráo cái này, hỗ trợ cho doanh nghiệp cái gì mà chúng ta có điều kiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn gì vậy, tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho doanh nghiệp hồi phục sản xuất để giải quyết cái lao động, rồi các cái nhà đầu tư mới thì cũng phải thu hút, phải hướng dẫn, phải kêu gọi vậy. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quan tâm đến tình hình sức khỏe, đời sống và giải quyết việc làm cho người dân, tiếp tục tạo điều kiện tốt trong việc dạy học cho học sinh. Bên cạnh, Bí thư Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ đạo về công tác xây dựng nông thôn mới. Chiều qua ngày 1 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh thành khu vực phía Nam để kiểm điểm công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội nghị, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết, đến nay tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm trong cả nước là trên 81 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là trên 57 triệu liều, tiêm mũi 2 là trên 24 triệu liều. Hiện nay, cả nước có 11 tỉnh thành đạt trên 95% mũi 1 và đã có 4 địa phương đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Riêng tại Trà Vinh, báo cáo tại hội nghị, bác sĩ Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh cũng cho biết, đến nay, Trà Vinh đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 được trên 490.000 liều mũi 1 và trên 110.000 liều mũi 2. Về nhu cầu tiêm vaccine trong thời gian tới, bác sĩ Kiên Sóc Kha cho biết, tỉnh cần trên 240.000 liều để tiêm cho người chưa tiêm mũi 1 và trên 380.000 liều để tiêm mũi 2. Về số lượng trẻ em độ tuổi từ 12 đến 17, toàn tỉnh có trên 174.000 trẻ em có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các tỉnh thành khu vực phía Nam cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó cần chú trọng đẩy nhanh tiến độ tiêm,
nhất là tăng cường tiêm mũi 1 cho những người chưa được tiêm mũi nào. Trong triển khai tiêm vaccine, Thứ trưởng cũng lưu ý các địa phương cần chọn đối tượng ưu tiên theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó lưu ý nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương cập nhật thường xuyên số vaccine được phân bổ, số vaccine được tiêm, số vaccine còn tồn và thống kê từng đối tượng tiêm để báo cáo Bộ Y tế kịp thời, tránh trường hợp tự điều chuyển nguồn vaccine thừa cho địa phương khác mà chưa có ý kiến của Bộ Y tế. Ngày 1 tháng 11, đồng chí Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng sơ kết chương trình công tác tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11 năm 2021, gắn với đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối tại điểm cầu huyện Duyên Hải với 7 điểm cầu ở các xã thị trấn trong huyện. Trong tháng qua, toàn huyện thu hoạch được 4.200 tấn thủy sản các loại, nâng đến nay đạt 43.500 tấn, đạt 96% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 2.500 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước được 377 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 380 tỷ đồng. Thu thuế đến nay được 30 tỷ đồng, đạt 123% so kế hoạch. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong tháng huyện tiếp nhận gần 2.300 người từ ngoài tỉnh về địa phương. Đến nay có 1.800 người đã hoàn thành cách ly, chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị và theo chăm sóc người thân 76 trường hợp, hiện còn 385 người đang được cách ly tập trung. Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải Lê Vũ Phương đề nghị các xã thị trấn cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo và thực hành quyết liệt hơn nữa trong 2 tháng còn lại, tập trung rà soát những hạn chế, khó khăn, các chỉ tiêu đã đặt ra. Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành các cấp cần rà soát và đánh giá các chỉ tiêu để mạnh nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở địa phương, đẩy nhanh kế hoạch về công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, giải ngân các nguồn vốn đạt yêu cầu, nâng cao vai trò sinh hoạt chi tổ hội, tăng cường các lực lượng kiểm tra, đặc biệt là tập trung xây dựng xã Đông Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Đông Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Ngày 1 tháng 11, Hội đồng Nhân dân huyện Trà Cú tổ chức kỳ họp lần thứ 2 kỳ họp chuyên đề. Ông Dương Văn Triệu, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện thông qua tờ trình của Hội đồng Nhân dân huyện về việc dừng thực hiện nội dung giám sát chuyên đề năm 2021, các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về dự thảo nghị quyết về thực hiện bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2021, dự thảo nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Trà Cú. Các đại biểu đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện về kết quả thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về chủ trương của các tờ trình nêu trên. Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đóng góp các ý kiến có chất lượng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các tờ trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Kết luận kỳ họp, ông Dương Văn Triệu đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về các tờ trình đã được thông qua. Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đạt kết quả cao. Ban đại diện hội người cao tuổi huyện Cầu Kè vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Trần Thanh Hồng, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Trà Vinh đến dự. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội người cao tuổi trong huyện Cầu Kè luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua tuổi cao gương sáng do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động. Qua đó đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, dẫn động hội viên tích cực tham gia tốt các hoạt động, nhất là việc chăm sóc người cao tuổi, nhằm động viên tinh thần các cụ sống lâu, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà mừng thọ, cứu trợ đột xuất, khám điều trị bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 25.000 lượt hội viên người cao tuổi. Thực hiện chương trình mắt sáng cho người cao tuổi, đã tổ chức tư vấn khám sàng lọc và đục thủy tinh thể miễn phí cho gần 9.000 lượt người cao tuổi. Phối hợp các ngành đoàn thể có liên quan, vận động xây cất mới và sửa chữa được 783 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương tặng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo có hội viên người cao tuổi gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí phục vụ cho các hoạt động trên gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên hiến trên 117.000 m2 đất, 7.650 ngày công lao động và đóng góp trên 2,1 tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn, tham gia trồng trên 87.600 cây xanh các loại, góp phần tạo cảnh quan môi trường ở địa phương ngày càng xanh sạch đẹp, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Dịp này có 15 cá nhân được Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam, và 6 tập thể, 17 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Hội Người Cao Tuổi huyện Cầu Kè giai đoạn 2016-2021. Ngày 1 tháng 11, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá chuyên án đấu tranh với đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn huyện Càng Long. Đến giờ có Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. Thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Càng Long phát hiện một số đối tượng có hành vi cấu kết mua ma túy từ nơi khác về tàn trữ, sử dụng, bán lại cho các con nghiện trên địa bàn, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. Để kịp thời triệt xóa, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật, Công an huyện Càng Long đã xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh và phân công lực lượng trực tiếp thực hiện. Vào chiều ngày 28 tháng 10, các trinh sát phát hiện hai đối tượng nghi vấn đi trên xe mô tô lưu thông trên hương lộ 2, đoạn thuộc ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 gram ma túy tổng hợp được cất giấu trong một chiếc loa chở trên xe và nhiều đồ vật có liên quan. Hai đối tượng khai tên Nguyễn Văn Giang, 27 tuổi, ngụ ấp An Chánh, xã Tân Bình và Trần Dũng Sĩ, 18 tuổi, ngụ ấp Đại An, xã Tân An, cùng huyện Càng Long. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở Nguyễn Thành Hậu, 41 tuổi, ngụ ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long. Cơ quan công an thu giữ 1,1 gram ma túy tổng hợp cùng một số tang vật phục vụ việc mua bán ma túy. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân trực tiếp tham gia chuyên án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thưởng nóng cho hai đơn vị là Công an huyện Càng Long và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cùng hai cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long cũng đã khen thưởng đột xuất cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Sau hơn 2 tháng tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động theo phương án 3 tại chỗ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang lần lượt tái khởi động lại sản xuất theo phương án giai đoạn 2 của kế hoạch 76 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại từ giai đoạn 1 theo phương án 3 tại chỗ thì được tiếp tục hoạt động theo phương án đã duyệt của giai đoạn 2. Doanh nghiệp chỉ tổ chức hoạt động theo phương án trong trạng thái bình thường mới sau khi có kiểm tra, rà soát đánh giá phương án mới và văn bản đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều doanh nghiệp cho biết tuy sản xuất trong trạng thái bình thường mới vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng cũng đã giảm bớt nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ trương của doanh nghiệp là tổ chức sản xuất phải đảm bảo phòng dịch bệnh COVID-19 thật tốt, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, vì phòng dịch tốt thì mới sản xuất ổn định. Tính đến nay, Trà Vinh có 34 doanh nghiệp hoạt động trở lại theo phương án giai đoạn 2 với hơn 26.700 lao động. Trong đó có 14 doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh với hơn 12.500 lao động tham gia. Thì nhìn chung qua công tác kiểm tra, thì các doanh nghiệp đều thực hiện rất là nghiêm túc, đúng theo cái phương án được tổ thẩm định, đặc biệt là bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh thì các cấp công đoàn chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh, đặc biệt là các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp thường xuyên nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc quy định về công tác phòng chống dịch. Hiện nay, tất cả công nhân trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và khi tỉnh tiếp tục được phân bổ vaccine, tỉnh sẽ ưu tiên tiêm đủ liều cho công nhân cũng như lực lượng lái xe trên địa bàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Trà Vinh đang bước vào trạng thái bình thường mới. Nhưng người kinh doanh và doanh nghiệp đều rất thận trọng, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và các quy định của địa phương về các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà sớm được phục hồi và phát triển. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay ngày 2 tháng 11, Trà Vinh ghi nhận thêm 67 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Trà Cú có 23 ca, huyện Duyên Hải 13 ca, thành phố Trà Vinh 10 ca, huyện Cầu Ngang 6 ca, huyện Tiểu Cần 5 ca, huyện Càng Long 3 ca, huyện Cầu Kè 3 ca, thị xã Duyên Hải 2 ca, Châu Thành 1 ca, bệnh viện Dã chiến số 1 1 ca. Có 28 ca phát hiện trong cộng đồng, 26 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 9 ca là người ngoài tỉnh về địa phương, 3 ca phát hiện trong khu phong tỏa và 1 ca phát hiện tại cơ sở y tế. Tính đến sáng ngày 2 tháng 11, Trà Vinh có 3.001 bệnh nhân COVID-19, có 1.810 bệnh nhân được điều trị khỏi, 23 ca tử vong.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp và khó lường, mong muốn lớn nhất của người dân là được tiêm vaccine phòng COVID-19. Mới đây, Ủy ban nhân dân phường 1 thành phố Trà Vinh tổ chức đợt tiêm vaccine bao phủ trong cộng đồng. Chính vì thế, người dân rất phấn khởi vì niềm mong mỏi của họ nay đã sớm được thực hiện. Là địa bàn trung tâm của thành phố Trà Vinh, phường 1 có 2.300 hộ dân sinh sống, với tổng số hơn 10.000 dân khẩu. Thời gian qua, địa phương này đã triển khai các đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho một số nhóm đối tượng. Đặc biệt, trong đợt tiêm lần này, chiến dịch tiêm chủng cộng đồng hướng tới đối tượng được tiêm là toàn bộ người dân cư trú, tạm trú, từ 18 tuổi trở lên, chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn phường 1. Khi nhận được thông báo tiêm vaccine COVID-19, người dân rất vui mừng và phấn khởi vì niềm mong mỏi của họ nay đã sớm được thực hiện. Đem giấy lại mà mừng đang đi ha. Đó, rồi cái ổng vô ổng nói có giấy mời rồi. Cô ở sao ổng vô ổng nói đưa giấy rồi mừng lắm. Chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghe nói lên tranh thủ bộ công việc cũng sắp xếp đi hai chồng đi lên chờ tiêm. Anh thì cũng hướng dẫn tốt vậy. Để đảm bảo tiến độ tiêm vaccine cũng như việc không tập trung quá đông người, trên địa bàn phường 1 bố trí 5 điểm tiêm cho người dân. Ghi nhận tại điểm tiêm trường mầm non Qua Hồng, khóm 4, phường 1, người dân đến đây rất sớm với tâm trạng vui mừng và phấn khởi, nhưng không chen lấn, không ồn ào. Ai đến trước thì khai báo y tế, xếp hàng trước, giữ khoảng cách. Hầu hết mọi người đều tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt chú ý giãn cách và đeo khẩu trang. Có thể thấy, ai cũng tự ý thức để đảm bảo an toàn cho bản thân và quan trọng hơn hết là phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Vui mừng lắm, trong tim cho rồi cho thấy yên tâm, thấy cũng an toàn, rồi thấy giữ khoảng cách, rồi 5K cũng đeo khẩu trang, rồi cũng rửa tay diệt khuẩn rồi cho mình, thấy cũng an toàn. Tất nhiên là phấn khởi chị, cái này là chờ đợi lâu lắm rồi chị, cứ nôn nao, nó không biết khi nào mình mới được chích. Cho nên hôm nay được chích là bỏ hai đứa nhỏ nhà nhờ người giữ rồi đi đó chị. Dạ em thấy cũng giữ khoảng cách, thấy an toàn. Với mục tiêu đảm bảo tiêm vaccine đến đâu, an toàn đến đó. Tại điểm tiêm ngừa vaccine được bố trí theo nguyên tắc một chiều, vật tư, phương tiện y tế được trang bị đầy đủ, đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng. Qua đó đã giúp cho người dân càng an tâm và phấn khởi hơn khi tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19. Mình cũng rất là vui, đến đây chích thấy rất là phấn khởi, rất là thoải mái, cũng rất là nhanh, cũng không có gì phức tạp hết. Rất là vui, thì cái khóm 4 phường 1 á, làm rất là ok. Nói rất là mừng cho bà con, mong mũi 2 cũng sớm chút cho bà con khỏe, để đi làm cũng dễ dàng, bà con cũng yên tâm, cũng rất mừng, nhất là những người lớn tuổi. Rất là cảm ơn ủy ban và ủy ban phường và các bộ ngành bên y tế cho người dân được có cái vaccine để chống dịch đó. Được biết, trong đợt này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã tổ chức tiêm ngừa mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trên 6.000 người dân trên địa bàn phường 1, thành phố Trà Vinh. Như vậy, tính đến thời điểm này, phường 1 đã cơ bản đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine cộng đồng cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, nhất là đối với những người lao động tự do. Cuộc sống mưu sinh trong mùa dịch còn nhiều vất vả. Chính vì thế, việc sớm được tiêm vaccine cộng đồng đối với họ đây quả thực là sự động viên tinh thần, giúp họ an tâm hơn trong cuộc sống và nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Ban cứu trợ Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh thông tin tình hình tiếp nhận đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 11 năm 2021. Nội dung tiếp nhận tiền, thu trong ngày, số đơn vị cá nhân đợp 7, số tiền thu 60.576.000 đồng. Lũy kế thu, số đơn vị cá nhân đợp 862, số tiền thu 42.415.548.306 đồng. Số chi trong ngày 0, lũy kế 21.529.580.000 đồng. Số tiền tồn 20.885.968.306 đồng. Nội dung tiếp nhận hàng hóa, vật tư, thiết bị trị giá quy thành tiền. Thu trong ngày, số đơn vị cá nhân đợp 0, số tiền thu 0. Lũy kế thu, số đơn vị cá nhân đợp 55, số tiền thu 23.390.000.000 đồng. Toàn bộ hàng hóa đều được phân bổ ngay sau khi tiếp nhận.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, kết quả triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 265.807 người với tổng kinh phí hỗ trợ 411.240.909.000 đồng. Hiện nay đã cấp phát cho 254.438 người với kinh phí 391.819.451.000 đồng, đạt 95.72% so với tổng số đối tượng được phê duyệt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.